Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm nay 23 tháng 11, một bộ phận không khí lạnh nhẹ tăng cường xuống nước ta khiến thời tiết miền Bắc nhiều mây âm u, sương mù bao phủ. Đặc biệt một vài nơi ở phía đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Tuy nhiên do không khí lạnh tác động yếu, nên nền nhiệt miền Bắc vẫn duy trì ở ngưỡng rét 17-20 độ, vùng núi cao dưới 16 độ. Sang tới ngày mai, 24 tháng 11, thời tiết sẽ nắng lên vào trưa chiều, sương mù tan dần, nhiệt độ sẽ tăng nhanh, dao động từ 24-27 độ. Miền Bắc duy trì mức chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, gây ra hiện tượng nghịch nhiệt. Trong khi đó, Trung Bộ chịu ảnh hưởng của sóng lạnh nên trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Từ chiều hầu khắp toàn vùng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Lượng mưa không lớn, nhưng người dân vẫn cần đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc sét đi kèm. Tại Nam Bộ, cơ quan khí tượng dự báo mưa rào xuất hiện về chiều và tối, tập trung tại miền Tây, thời tiết vẫn lạnh về đêm và sáng sớm với mức nhiệt thấp nhất từ 22-25 độ C, kèm gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-4 mét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên, nên trong ngày và đêm 23 tháng 11, ở vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển Trường Sa, vùng biển phía nam của Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết tại các vùng trên cả nước. Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C, cao nhất từ 25-27 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 13-16 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có sương mù, chiều có mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, mưa rào và rải rác có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C. Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C. Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây từ chiều mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ban ngày nhiều mây nắng nhẹ, tới trưa và chiều giảm mây, trời nhiều nắng không mưa, đêm về nhiều mây không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.